365 ngày cầu nguyện với tâm tình của Thánh Y Nhã và với lời Chúa. Ngày 18 tháng 2. Lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Marco, chương 10, câu 29 đến 30. Thầy bảo thật anh em, chẳng có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Lời của Thánh Y Nhã. Ai có được Thiên Chúa thì chẳng thiếu thứ gì, dầu họ chẳng có chi khác. Suy niệm. Một lần nọ, Phêrô lên tiếng nói với Chúa: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Nghĩa là ông muốn hỏi Chúa: vậy chúng con được gì khi bỏ mọi sự theo Chúa? Một câu hỏi rất con người và rất thực tế. Chúa liền trả lời Phêrô và các môn đệ theo Chúa: Thầy bảo thật anh em, chẳng có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Được gấp trăm. Đó là câu trả lời của Chúa dành cho Phêrô. Gấp trăm này mang một ý nghĩa sâu xa hơn nữa. Đó là ai thật sự bỏ hết mọi sự theo Chúa thì người đó sẽ nhận được món quà quý giá nhất. Họ có Chúa. Nếu đã được Chúa rồi thì còn có gì để mà đòi hỏi, để mà cần đến nữa? Đây chính là điều mà Thánh Y Nhã cảm nhận rất sâu xa khi Ngài nói: ai có được Thiên Chúa thì chẳng thiếu thứ gì, dầu họ chẳng có chi khác. Chắc chắn, trong cuộc sống thường ngày, ta vẫn luôn phải đi tìm kế sinh nhai như tiền bạc, của cải, nhà cửa, thức ăn, và ta cũng cần tìm các mối tương quan tốt lành cùng những gì hữu ích cho đời sống tâm linh và tinh thần. Nhưng trên hành trình này, đừng bao giờ quên rằng điều ta cần tìm nhất là chính Chúa. Vì có Chúa là có tất cả. Vì có Chúa, ta chẳng thiếu thốn sự gì. Hơn nữa, khi có Chúa,
ta còn nhận được một ích lợi thiêng liêng rất lớn. Đó là ta được tự do trước mọi của cải vật chất, danh vọng, quyền lực và cả những mối bận tâm về tương quan, cũng như về mọi thứ trên trần gian. Dù cho các thứ ấy quý giá đến mấy. Thật vậy, có Chúa, ta không thiếu sự gì. Có Chúa, ta có gấp trăm. Có Chúa, ta trở nên người tự do đích thật. Hồn sống trong ngày. Hôm nay mời bạn cùng sống thái độ bình tâm với mọi tạo vật qua bài tập sau. Thật đơn sơ, xin bạn nhắm mắt lại, thở ra, hít vào thật nhẹ nhàng. Mỗi lần thở ra, bạn xin Chúa cho bạn đẩy ra mọi thứ của thế trần: tiền bạc, của cải, danh vọng, quyền lực, cả các tương quan và những điều mà bạn cho là quý nhất. Sau đó mỗi lần hít vào, bạn xin Chúa cho bạn chỉ hít vào chính Chúa mà thôi. Kết thúc bài tập, bạn hãy tâm sự với Chúa. Bạn nên dành khoảng 5 phút cho bài tập. Trong bài tập, chú ý trạng thái tâm hồn của bạn. Cảm xúc bạn được tự do, nhẹ nhàng, không dính bén bởi bất cứ điều gì thuộc trần gian. Chỉ có Chúa hiện diện trong chiều sâu tâm hồn bạn. Nếu bạn muốn, bạn có thể làm bài tập này 2 lần hoặc 3 lần trong ngày. Vẫn thương con để con liên kết với mình.
trọn tình yêu trong thần xa. Trong Giê-xu con nguyện mãi mềm như lệ rơi. Tình Chúa yêu con thật nhiều, dù biết con chẳng là gì, Ngài vẫn yêu thương bao bọc trong Ngài luôn mãi. Ngài hỡi con xin từ đây nguyện bước theo chân Ngài luôn, và sống muôn đời cho trọn theo lời phúc ân. Nụ